Cùng với việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm tới việc phát triển các cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp. Qua đó giới thiệu quảng bá được các sản phẩm ô cốp đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm. Theo thống kê của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh có 16 điểm cửa hàng trưng bày giới thiệu bán sản phẩm ô cốp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và hàng chục điểm khác do các chủ thể doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư. Các cửa hàng đều bày bán các sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn ô cốp tỉnh Thanh Hóa từ 3 sao trở lên với nhiều chủng loại như nông sản, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra còn trưng bày thêm các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa và sản phẩm ô cốp tỉnh ngoài. Các chủ cửa hàng đều ứng dụng công nghệ số trong quảng bá tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời liên kết chặt chẽ với các chủ thể sản xuất theo các chuỗi giá trị để giảm chi phí phân phối, tăng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh các cái cửa hàng này đã phát huy được cái hiệu quả rất lớn đó là quảng bá được các cái sản phẩm và chương trình ô cốp đồng thời là đem lại những cái lợi ích rất là thiết thực cho các chủ thể và đặc biệt là cho nhân dân cho người tiêu dùng biết là có những cái sản phẩm rất là tốt chất lượng cao và chúng ta có thể hội nhập quốc tế với những cái sản phẩm chất lượng cao như thế này việc xây dựng và phát triển các cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh thanh hóa đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh từ đó góp phần thay đổi nhận thức cách tiếp cận của người tiêu dùng đối với việc sử dụng sản phẩm ô cốp của thanh hóa